là một phường trung tâm của quận Hải Châu, có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Mật độ dân cư trên địa bàn đông, toàn phường có hơn 2.000 hộ với hơn 10.000 nhân khẩu. Cư dân trên địa bàn chủ yếu là lao động kinh doanh, buôn bán, một phần là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, hưu trí, mức sống từ trung bình trở lên, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ không đáng kể. Hàng năm, tổng thu ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, là đòn bẩy để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của phường nhà. Năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo, đồng bộ, sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, từ phường đến cơ sở, nhiều mô hình, sáng kiến đã được nghiên cứu, triển khai và áp dụng vào thực tiễn, tạo nên những bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ. 1. Sức bật mạnh mẽ trong cải cách hành chính từ mô hình 3 thủ tục, 3 giải quyết tại chỗ. Trong suốt quá trình thực hiện cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân phường Phước Ninh luôn lấy quan điểm, dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu, thì cuối cùng yếu tố con người vẫn là mấu chốt trong hệ thống đó, làm kim chỉ nam để từng bước thực hiện đổi mới, vì một nền hành chính dân chủ, trong sạch, minh bạch, hiệu quả. Chính vì vậy, việc chuẩn hóa bộ phận một cửa và không ngừng kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính là cốt lõi của một nền hành chính phục vụ vì dân. Bằng việc đặt mình vào vị trí của người dân, hiểu được mong muốn của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Phước Ninh đưa vào hoạt động mô hình 3 thủ tục, 3 giải quyết tại chỗ, một bước tiến trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của phường. Theo đó, 3 thủ tục hành chính được giải quyết tại chỗ lấy ngay các ngày trong tuần gồm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, trừ trường hợp phải đi xác minh. Đây là thủ tục kế thừa mô hình ngày thứ tư không hẹn, đã được Hội đồng Sáng kiến Kinh nghiệm quận công nhận năm 2022, tiếp tục thực hiện và phát huy trong năm 2023. Thủ tục cấp mới cấp lại giấy chứng nhận số nhà, thủ tục xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn giảm học phí cho học sinh. Khi người dân đến bộ phận một cửa để thực hiện các thủ tục kể trên, sẽ được giải quyết tại chỗ với quy trình 3 bước, tiếp nhận, xử lý, trình ký, trả kết quả. Mô hình được triển khai thực hiện theo quy trình. Bộ phận tiếp nhận trước khi tiếp nhận sẽ kiểm tra thành phần, nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, kể cả tiếp nhận trực tiếp, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính trực tuyến. Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận, nhập vào các phần mềm để xử lý theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường trực ký, công chức các bộ phận tư pháp hộ tịch, văn hóa xã hội, địa chính xây dựng môi trường, tích cực làm việc và tham mưu giải quyết hồ sơ, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách đúng quy định, thực hiện đăng ký công dân điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến. Việc thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả được thực hiện khép kín tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giúp nâng cao tính minh bạch, phòng ngừa nhũng nhiễu, gây phiền hà tiêu cực, tạo sự đổi mới, đột phá trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức cá nhân, tăng hiệu quả làm việc trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Có thể thấy, mô hình 3 thủ tục 3 giải quyết tại chỗ đã tạo sức bật mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính tại địa phương. Sau một thời gian thực hiện, số hồ sơ thuộc phạm vi đăng ký giải quyết tại chỗ đã được tiếp nhận và xử lý lấy ngay, đạt tỷ lệ 100%. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính này giảm tối thiểu ít nhất 80%. Thời gian giải quyết theo quy định là một ngày, thực hiện giải quyết ngay trong buổi sáng hoặc buổi chiều khi có phát sinh hồ sơ, trừ những trường hợp phải xác minh, và đã có công văn đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục cấp mới cấp lại giấy chứng nhận số nhà, đề xuất ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường trong việc thực hiện thủ tục cấp mới cấp lại giấy chứng nhận số nhà. Những nỗ lực không ngừng của Phước Ninh trong việc tăng cường đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, thể hiện rõ quyết tâm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, phục vụ người dân doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, đúng theo các mục tiêu phường đề ra. Trước đây là đã có cái mô hình là ngày thứ tư không hẹn, nó sang năm 2023, tức là đã một bước cải tiến rất là thuận lợi cho người dân với mô hình là 3 thủ tục 3 giải quyết tại chỗ. Bản thân tôi ở địa phương thì cũng có rất nhiều thông tin trên mạng Zalo, là cho nên người dân đa số đã nắm bắt được tinh thần cũng như là cái chủ trương của phường, của quận, của thành phố. Tôi mới vừa làm cái việc mà thủ tục hành chính xong, tôi rất hài lòng với cung cách phục vụ của công chức của phường Phước Ninh,
Mà đặc biệt bây giờ là tôi thấy là tháng năm này là trụ sở Ủy ban phường đã rời từ đường Lê Đình Dương mà qua một cơ ngơi khang trang mà rất là tiện lợi, tức là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thuận lợi cho công việc mà đi tới làm thủ tục. Tôi rất là cảm thấy rất là thoải mái và tin tưởng vào cái đội ngũ của công chức phường Phước Ninh. Bên cạnh tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với tình hình thực tế của địa phương thông qua mô hình 3 thủ tục, 3 giải quyết tại chỗ nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân. Ủy ban Nhân dân phường Phước Ninh còn chủ động triển khai xây dựng hệ thống tra cứu cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với mong muốn tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ. 2. Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ, xây dựng hệ thống tra cứu cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội và người có công. Từ trước đến nay, lao động thương binh và xã hội là một lĩnh vực đặc thù, bao trùm mọi mặt đời sống xã hội. Phước Ninh là một phường có mật độ dân số đông, số lượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ đáng kể. Việc lưu trữ thông tin dữ liệu đối tượng theo cách thủ công riêng lẻ bằng phần mềm Excel. Một số đối tượng hưởng chính sách tại địa phương nhưng không sinh sống thực tế trên địa bàn, bị trùng họ và tên, chồng chéo chế độ, sai lệch dữ liệu, dễ gây nhầm lẫn. Cán bộ phụ trách mảng thường xuyên thay đổi, gây khó khăn trong việc đối chiếu, tổng hợp thông tin, làm giảm hiệu quả công việc. Xuất phát từ những lý do kể trên, Bộ phận Lao động Thương binh và Xã hội phường tiến hành xây dựng hệ thống tra cứu cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội và người có công, góp phần tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất. Các chức năng của hệ thống được xây dựng gắn liền với nghiệp vụ xử lý công việc chuyên môn, đáp ứng được các mục tiêu, nhanh chóng cập nhật thông tin về các chế độ ưu đãi, cho phép quản lý xuyên suốt các đối tượng và thân nhân, các chương trình, chính sách áp dụng cho từng đối tượng cụ thể, hỗ trợ tác nghiệp nhanh hơn, chính xác và kịp thời hơn, nâng cao hiệu quả giám sát đối với các hoạt động trong quản lý đối tượng trên địa bàn. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay, hệ thống đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hệ thống đã tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất để dùng chung nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo không trùng lắp, nhầm lẫn chế độ, dễ dàng quản lý theo dõi tình hình biến động của đối tượng trên địa bàn. Hệ thống là căn cứ quan trọng để tìm kiếm, kiểm soát, khai thác thông tin, giải quyết chế độ của đối tượng khi có nhu cầu. Việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình các giấy tờ công dân như thẻ khuyết tật, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, sổ lĩnh tiền hàng tháng để đối chiếu khi thực hiện các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thông tin về đối tượng được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đối tượng, đồng thời góp phần đồng bộ và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, giúp lưu trữ vĩnh viễn, an toàn, phục vụ tra cứu lâu dài. Cùng việc xác định công tác cải cách hành chính là trọng tâm để phục vụ người dân ngày một tốt hơn, bằng sự quan tâm chỉ đạo toàn diện đồng bộ và quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ phường đến cơ sở, nhiều giải pháp, sáng kiến hay, cách làm mới đã được phường Phước Ninh triển khai, phát huy hiệu quả trong quá trình thực hiện mô hình tuyến phố không tiền mặt được Ủy ban Nhân dân phường triển khai từ tháng 4 năm 2023. Trên 100% các tuyến đường trên địa bàn thể hiện sự quyết tâm của phường nhà trong công cuộc chuyển đổi số. 3. Tuyến phố không tiền mặt, đòn bẩy để phát triển kinh tế số, xã hội số địa phương. Mô hình các tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt được phường triển khai từ tháng 4 năm 2023 trên 100% các tuyến đường trên địa bàn. Theo đó, mọi giao dịch mua bán của người dân thông qua việc thanh toán điện tử. Khách hàng khi trả tiền chỉ sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh quét mã QR code, thanh toán qua hình thức chuyển khoản được các ngân hàng cung cấp. Trong quá trình triển khai mô hình, nhận thấy vẫn còn khó khăn và thách thức khi một số chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn là người lớn tuổi, không có điện thoại thông minh, không biết cách sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc có tâm lý e ngại tiếp nhận công nghệ mới, sợ rủi ro không an toàn. Xuất phát từ những rào cản đó, phường Phước Ninh đã thực hiện giải pháp kết nối các hộ kinh doanh nhỏ lẻ không đủ điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt với các cơ sở kinh doanh lớn có điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt gần đó, hỗ trợ áp dụng mã QR code cho mượn mã QR để người mua tại các cơ sở này có thể thanh toán một cách nhanh chóng thuận lợi. Việc hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tiếp cận với phương thức thanh toán bằng mã QR cho thấy sự đồng hành giúp đỡ lẫn nhau của các cơ sở kinh doanh trong tiến trình hội nhập, đồng thời thể hiện nỗ lực của đông đảo quần chúng nhân dân trong quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tính đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Phước Ninh đã có sự tham gia của 100% cơ sở kinh doanh có sử dụng thanh toán không tiền mặt.
Có thể nói, thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những bước đi trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số, góp phần giảm chi phí quản lý tiền mặt, kích cầu thúc đẩy mua sắm, hỗ trợ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Thời gian gần đây thì khách hàng đến quán thường xuyên yêu cầu cái chuyển khoản mã QR để thanh toán. Tôi thấy là cái mã QR này là rất tiện lợi cho khách hàng lẫn cửa hàng, nên là khách hàng chỉ cần quét mã QR là tiền đã vào tài khoản mà không cần thối lại. Còn việc thứ hai là thực hiện cái chia sẻ mã QR của các cơ sở kinh doanh lớn đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ ở gần, thì tôi thấy cái giải pháp này rất hay để giúp cho các cơ sở nhỏ tiếp cận với lại cái công nghệ mà số mà đem lại cũng như là rất là tiện lợi. Không những thế, với nỗ lực chinh phục những mục tiêu cao hơn trên chặng đường cải cách hành chính, nhiều năm qua, phường Phước Ninh luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả đồng bộ, tích cực các nội dung của cải cách hành chính, đặc biệt là chú trọng cải cách từ cơ sở thông qua mô hình tổ dân phố 50, không vi phạm trật tự xây dựng, không rác, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không có tệ nạn xã hội, không xảy ra cháy nổ. 4. Cải cách từ cơ sở tổ dân phố 50. Nhằm mục tiêu xây dựng phường Phước Ninh phát triển toàn diện và bền vững, Ủy ban Nhân dân phường Phước Ninh đã chủ động xây dựng mô hình tổ dân phố 50, không vi phạm trật tự xây dựng, không rác, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không có tệ nạn xã hội, không xảy ra cháy nổ. Sau một năm hoạt động, mô hình đã phát huy được nhiều hiệu quả tích cực, trở thành một trong những phong trào quần chúng rộng rãi trên địa bàn phường, mang tính chiến lược và là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà phường đã đề ra. Kết cấu hạ tầng dần được chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp. Những vấn đề quản lý trật tự đô thị dần được giải quyết thỏa đáng. Một số tồn tại trong công tác quản lý đô thị từ nhiều năm được tháo gỡ. 32 trên 32 tổ dân phố được trang bị bình chữa cháy và các dụng cụ sử dụng khi các tình huống cháy nổ xảy ra. 100% hộ dân trong tổ dân phố tham gia nhóm Zalo của tổ và công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy thực hiện sâu rộng đến từng hộ dân. Không những thế, mô hình tổ dân phố 50 còn là nền tảng nòng cốt ở cơ sở để tuyên truyền các chủ trương chính sách về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, con người số, tuyên truyền khuyến khích tư vấn, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trong xử lý các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp phường. Mỗi hoạt động của mô hình đều lồng ghép hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ người dân trên các thiết bị di động thông minh và giúp người dân tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực. Tóm lại, bằng sự quyết liệt, linh hoạt cùng với tinh thần không ngừng nỗ lực, tìm tòi để tìm ra những cách làm hay, giải pháp sáng tạo, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Phước Ninh đã sử dụng hiệu quả chiếc chìa khóa cải cách hành chính để đổi mới trên tất cả các nội dung, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính. Và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng chính quyền số, chính phủ điện tử, từ đó mở ra những cánh cửa thành công và tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần xây dựng một chính quyền hiệu lực hơn, hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phường nhà.